Một người đàn ông đang xách chiếc vali và chuẩn bị lên một chuyến tàu. Tên của anh ta là Neo, vị cứu tinh của loài người. Trông thấy Neo, gã lái tàu ngay lập tức cản lại, nói rằng anh không thể đi chuyến này. Dùng lời lẽ thuyết phục thấy không ăn thua, anh định hăm dọa gã lái tàu, nhưng hắn nói rằng ở nơi này, hắn ta chính là chúa trời, rồi đấm anh một cú đau điếng. Sau khi nhìn đoàn tàu rời đi trong bất lực, Neo bèn thử chạy về một phía của đường tàu, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã lại xuất hiện ở phía bên kia. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình đang mắc kẹt trong vòng lặp không có hồi kết. Lý do gì đã khiến cho một người quan trọng như anh rơi vào thảm cảnh như vậy? Để trả lời cho câu hỏi trên, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những sự kiện của hai phần phim Ma Trận đầu tiên. Thế giới thực nơi loài người sinh sống đã bị bọn robot tiêu diệt, số còn lại bị chúng giam giữ trong hàng tỷ chiếc kén, có nhiệm vụ sản sinh ra năng lượng phục vụ máy móc. Để kiểm soát tâm trí của tất cả mọi người, bao gồm cả Neo, chúng đã tạo ra một thế giới ảo có tên Ma Trận và liên kết bộ não của con người với thế giới này thông qua một sợi dây cáp điện. Tất cả những chương trình trong Ma Trận này đều rất thông minh, có thể suy nghĩ và ứng xử y hệt người thật, thậm chí còn hơn thế. Cách đây 6 tháng, Neo đã được những người không bị máy móc kiểm soát, bao gồm Trinity và Morpheus, giải thoát khỏi Ma Trận. Kể từ đó, anh đã sát cánh cùng họ trong cuộc chiến chống lại máy móc, thường xuyên đột nhập vào Ma Trận và giải cứu thêm nhiều người đang nằm trong kén, đồng thời khám phá ra sức mạnh to lớn của mình trong thế giới này. Nhà tiên tri, một chương trình quyền lực bên trong Ma Trận, đã khẳng định rằng Neo chính là The One, hay người được chọn, một đấng cứu thế của nhân loại. Như mọi anh hùng khác, Neo cũng có một đối thủ ở phía bên kia chiến tuyến, đó chính là Smith, chương trình đặc vụ ngầm của Ma Trận. Hắn là đại diện của máy móc và thường xuyên đối đầu với anh trong tất cả các phần phim. Dạo gần đây, sức mạnh của Smith đã được nâng cấp khi hắn đã có khả năng nhân bản và chiếm đoạt tâm trí của bất kỳ ai trong Ma Trận, trong đó có cả Ben, một chiến binh của quân đội loài người. Cách đây vài ngày, bọn robot đã tổ chức một cuộc tấn công vào thành phố Zion. Đây là thành phố cuối cùng còn sót lại của con người. Nếu nó thất thủ, đồng nghĩa nhân loại sẽ diệt vong. Neo, Morpheus và Trinity đã nghe theo lời chỉ dẫn của nhà tiên tri, đi vào mã nguồn của Ma Trận và tìm gặp một chương trình tên Kiến Trúc Sư, với hy vọng tìm được cửa thắng cho con người. Nhưng tất cả hóa ra chỉ là một màn kịch của lũ máy móc. Trên đường quay trở về Zion, họ đã bị các Sentinel tấn công. Đó là một lũ robot sát thủ có hình dáng con mực. Con tàu của họ cháy thành cho bụi, còn bản thân họ bị đám mực máy truy đuổi vô cùng gắt gao. Trong khi nguy cấp, Neo đã giơ tay ra và bằng một cách nào đó khiến cho lũ mực bị tiêu diệt. Tuy vậy, tâm trí của Neo cũng đã rời khỏi thân xác, khiến cho anh đổ gục xuống bất tỉnh. May mắn là tàu Hammer, một trong số những chiến hạm ít ỏi còn sót lại của loài người, đã tình cờ bay ngang qua, cứu họ thoát khỏi bàn tay tử thần. Roland, thuyền trưởng của tàu Hammer thông báo cho họ biết rằng Zion đã dùng 5 chiến hạm tổ chức một cuộc phản công vào lũ robot, nhưng một sự cố đã xảy ra khiến cả 5 chiến hạm này đều bị tiêu diệt. Tàu Hammer nhận lệnh đi cứu những người sống sót, nhưng họ chỉ tìm thấy một người đang bất tỉnh, đó chính là Ben, kẻ đã bị Smith chiếm giữ thân xác. Tuy vậy, không một ai trên tàu biết được điều này, vậy nên Ben vẫn được đưa vào khoang cứu thương của con tàu và đặt nằm cạnh Neo. Maggie, bác sĩ quân y của tàu đã quét sóng não của Neo và nhận ra anh đang ở trong Ma Trận, mặc dù không được cắm dây cáp vào đầu, một điều tưởng chừng như bất khả thi. Trong lúc đang bối rối, họ bỗng nhiên nhận được cú điện thoại từ Seret, người bảo vệ của nhà tiên tri, nói rằng cần gặp Morpheus và Trinity bên trong Ma Trận. Hai người liền làm theo lời đề nghị này, tại đây họ được nhà tiên tri thông báo một tin quan trọng. Tâm trí của Neo hiện đang bị mắc kẹt ở một nhà ga, được gọi là Mobo. Đây là nơi chuyển tiếp giữa thế giới ảo của Ma Trận và thế giới thực. Kẻ đã tạo ra nhà ga chính là gã lái tàu, Chainman. Hắn có quyền được quyết định mọi thứ ở nơi này. Vì vậy, nếu muốn cứu Neo, họ sẽ phải điều đình với hắn ta. Morpheus và Trinity được Seret dẫn đi gặp gã lái tàu. Nhưng vừa nhìn thấy ba người, tên này đã vội nã súng về phía họ rồi bỏ chạy mất dạng. Rõ ràng hắn không phải một kẻ thân thiện. Không còn cách nào, ba người đành phải đi gặp Melvin Jane, chủ nhân của gã lái tàu, để yêu cầu hắn thả Neo. Tuy vậy, vì vài ngày trước, họ đã gây rối ở chỗ Melvin Jane, nên thái độ của tên này cũng chẳng lấy gì làm thân thiện. Nếu muốn hắn đáp ứng yêu cầu, họ phải đem đến cho hắn một thứ không thể lấy được, chính là đôi mắt của nhà tiên tri. Trinity bèn chĩa súng vào đầu gã trùm, tuyên bố rằng hoặc là hắn ta thả Neo, hoặc tất cả sẽ cùng chết ở nơi này. Biết được Trinity yêu Neo và sẽ làm mọi thứ để cứu anh, gã trùm đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Neo đã được giải thoát khỏi nhà ga, nhưng trước khi quay về thế giới thực, anh muốn đi tìm gặp nhà tiên tri, lắng nghe lời khuyên từ bà ta một lần cuối. Nhà tiên tri cảnh báo với Neo về sức mạnh ngày một gia tăng của Smith, hắn ta không chỉ muốn tiêu diệt loài người, mà còn muốn làm bá chủ thế giới máy móc. Vì vậy bằng mọi giá anh phải ngăn chặn hắn ta, nếu không tất cả sẽ chấm dứt. Nhà tiên tri cũng nói rằng bà ta không còn có khả năng dự báo được tương lai, vậy nên từ giờ trở đi, Neo sẽ không nhận được thêm lời chỉ dẫn nào, mà phải tự mình lo liệu mọi việc. Sau khi nhóm của Neo rời đi, chỉ một lát sau, Smith cùng các phiên bản của hắn xuất hiện tại nơi ở của nhà tiên tri. Bà ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói với Smith cứ làm việc mà hắn định làm. Smith ấn vào tay của nhà tiên tri, chỉ trong giây lát,
bà đã biến thành một phiên bản khác của chính hắn. Với việc xâm chiếm thành công tâm trí của thực thể mạnh nhất ma trận, Smith tỏ ra vô cùng sung sướng, hắn cất lên một tiếng cười đầy khoái trá. Quay trở lại thế giới thực, vừa lúc Neo được đưa ra khỏi ma trận, Ben cũng đã ngay lập tức tỉnh dậy theo, hắn tuyên bố không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Tỏ ra nghi ngờ lời nói của Ben, thuyền trưởng Roland lệnh cho Mackie đưa hắn đi kiểm tra não bộ, nhắc nhở cô rằng, bằng mọi giá phải moi cho được những điều hắn còn che giấu. Tiếp tục tìm kiếm những người sống sót, họ đã tìm thấy một con tàu tên Locus, được thuyền trưởng Ai Ubi điều khiển, người đã giúp đỡ nhóm của Neo đến được chỗ của kiến trúc sư trong phần 2. Tất cả bàn nhau quay trở về Zion, hỗ trợ cuộc chiến chống lại binh đoàn máy móc, nhưng Neo lại nói rằng anh muốn mượn tàu đến thành phố máy, Machine City, hang ổ của bọn robot. Mục tiêu của anh là thương thuyết với thủ lĩnh của bọn chúng, cố gắng ký kết một hiệp định đình chiến. Thuyền trưởng Roland tất nhiên không thể tin vào một suy nghĩ có vẻ điên rồ như vậy, nhưng này Ubi lại nghĩ khác, cô sẵn sàng cho Neo mượn con tàu logo của mình. Vì Trinity yêu Neo, nên cô cũng muốn đi cùng anh đến thành phố máy, dù biết chắc chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Khi này, Mackie đang chuẩn bị tiêm cho Ben một loại thuốc an thần, định khiến cho hắn bộc lộ bản chất, nhưng Ben đã nhanh tay đâm chết Mackie. Kế đó chạy sang tàu Logos, ngay trước khi Neo và Trinity khởi hành tới thành phố máy. Ben cố tình phá hỏng thiết bị của tàu Logos, khi Trinity đi kiểm tra, hắn đã kề dao khống chế rồi nhốt cô xuống tầng hầm. Neo vội xách súng xuống giải cứu cho Trinity, anh nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình không ai khác ngoài Smith. Chính hắn đã chiếm thân xác Ben và phá hủy 5 chiến hạm của con người bằng EMP, và bây giờ hắn đang âm mưu giết anh. Trong khi hai bên đang giằng co, Smith đã phá hủy đôi mắt của Neo, những tưởng đã trở thành phế nhân, thì bằng một cách nào đó, anh lại cảm nhận rất rõ chuyển động của Smith, và vung gậy lên, đập tan hắn ra thành nhiều mảnh. Về phần tàu Hammer, họ đã phát hiện ra cái chết của Mackie, và biết rằng Ben đã đột nhập vào tàu Logos, nhưng nếu liều lĩnh đi cứu Neo và Trinity, tàu của họ có thể cũng sẽ bị dính EMP và trở thành một đống phế liệu. Không còn cách nào khác, tàu Hammer buộc phải phó mặc họ cho số phận và quay về Zion bằng một đường ống kỹ thuật. Họ phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, tránh đánh động đám mực sát thủ đang làng vàng trong ngày. Vì đường ống này quá nhỏ, vậy nên cho dù Nai Ubi đã lái tàu thật cẩn thận, nó vẫn va chạm nhẹ với một thanh sắt, khiến cho bọn mực phát hiện ra vị trí của họ. Không cẩn thận được thì phải liều, Nai Ubi lệnh cho tàu mở toàn bộ động cơ, chạy hết công suất về phía Zion. Từ phía sau, bọn mực máy lao tới như ông vỡ tổ. Phi hành đoàn của tàu leo lên các tháp pháo, vừa nã đạn vào bọn mực, vừa luồn lách qua những đường ống chật hẹp. Lại nói về Zion, khi này lũ robot đã bố trí nhiều máy khoan, khoét những cái lỗ xuống bên dưới lòng đất, mở đường cho bọn mực tấn công vào thành phố. Tổng chỉ huy quân đội loài người, tướng Locke, đã cắt cử nhiều nhóm đặc công đi phá hủy những máy khoan này, nhưng đều không mang lại nhiều hiệu quả. Đại tá Mifune chỉ huy đội quân APU, những cỗ máy chiến đấu hình người, phản công lại lũ robot, họ bắn hết tất cả những viên đạn mà mình có trong tay, nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ trước đám mực máy đang lao tới. Cả một binh đoàn APU thiện chiến cuối cùng chỉ còn sót lại một vài người. Tàu Hammer cuối cùng đã gần về tới Zion, chỉ còn cách cổng số 3 của thành phố một quãng ngắn, chỉ có điều cổng này đã bị hư hại nặng, không thể mở ra được. Vì EMP trên tàu có thể tiêu diệt toàn bộ các thiết bị điện tử, tướng Locke liền ra lệnh cho Mifune phá hủy cổng số 3, tạo cơ hội cho con tàu bay vào thành phố. Tuy nhiên, trước khi kịp làm điều này, ông đã bị đám mực máy giết chết. Một cậu lính trẻ, người từng được Neo cứu ra khỏi ma trận, xung phong thay thế vị trí của Mifune. Cậu ta bắn đứt các xích đối trọng của cánh cổng, giúp cho nó mở một khoảng vừa đủ để tàu Hammer lao qua. Không bỏ lỡ thêm một giây phút nào, tàu Hammer cho bật EMP lên, quét sạch lũ mực máy trong thành phố. Mọi người đều vui mừng, ngoại trừ tướng Locke. Ông ta cho rằng EMP đã phá hủy toàn bộ những thiết bị điện tử, bao gồm của cả con người, vậy nên nếu đám máy móc biết suy nghĩ, chúng sẽ đem toàn bộ quân đội của mình tới Zion, khi đó cuộc chiến sẽ càng trở nên tuyệt vọng. Quả nhiên chỉ một lát sau, bọn mực máy đã kéo tới còn đông hơn cả lúc trước. Tướng Locke triển khai phương án dự phòng, đó là cho toàn bộ cư dân trong thành phố di tản. Trong khi đó, lực lượng bộ binh ít ỏi còn lại sẽ cố gắng phòng thủ trong những khu vực hẹp, như các đường ống và lối đi nhỏ. Tuy vậy họ cũng không thể mong chờ gì nhiều vào chiến thuật này. Hội đồng thành phố tổ chức một phiên chất vấn các thuyền trưởng Morpheus, Nai Ubi và Roland về những chuyện đã xảy ra, nhất là việc họ đã đưa tàu Logos cho Neo. Morpheus đáp rằng, ông không thể biết được Neo đang có dự tính gì, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Lại nói về Neo và Trinity, họ đã đến vùng ngoại ô của thành phố máy. Mặc dù đã bị mù, anh vẫn có thể cảm nhận rất rõ mọi chuyển động của máy móc xung quanh. Thấy con tàu Logo xâm nhập vào địa phận của mình, lũ robot ngay lập tức tấn công họ bằng hàng đống mực máy của gắn bom. Neo đưa tay ra trước mặt, giống như lần trước, anh đã khiến cho chúng cháy rụi hàng loạt. Bọn mực xông tới mỗi lúc một đông hơn, cảm thấy khó có thể chống cự nổi. Neo liền hướng dẫn Trinity bay lên trời, xuyên qua những tầng mây. Trong một khoảnh khắc, họ đã nhìn thấy bầu trời trong xanh, cùng ánh mặt trời chói lọi. Trước khi động cơ của tàu tắt ngúm và lao xuống mặt đất, họ cố gắng khởi động lại con tàu, nhưng đã quá muộn, nó đã đâm vào một tòa nhà của bọn robot.
Neo vẫn sống sót, nhưng Trinity thì không may mắn như vậy, cô đã bị các thanh thép đâm vào người. Vì đây là thế giới thực, Neo không thể có được những phép thần thông như khi đang ở trong ma trận, vậy nên anh không còn cách nào cứu được Trinity. Trước lúc chết, cô dặn Neo hãy làm mọi việc cần thiết để mở ra cơ hội sống sót cho loài người. Dù rất đau lòng, nhưng Neo vẫn buộc phải tiếp tục. Anh tìm đến trung tâm của thành phố máy và gặp gỡ Deus Ex Machina, thực thể chỉ huy lũ robot. Neo biết Smith hiện đang chiếm quyền kiểm soát toàn bộ ma trận, chẳng mấy chốc hắn sẽ cướp ngai vàng của Machina, vậy nên anh đã đưa cho thực thể này một thỏa thuận, rằng anh sẽ tiêu diệt Smith, đổi lại, loài người sẽ được lũ máy móc tha mạng. Machina đã chấp nhận yêu cầu này, toàn bộ lũ mực máy đang tấn công vào Zion tạm thời ngưng hoạt động, còn Neo được đưa vào trong ma trận, khi này chỉ còn lại Smith cùng những bản thể khác của hắn. Một cuộc chiến long trời nở đất đã diễn ra giữa những đại diện của máy móc và con người, tuy Neo đã tung ra tất cả những sức mạnh mà mình có, nhưng với một thế giới đã bị Smith thao túng hoàn toàn, anh không thể nào giành được lợi thế. Chiến đấu một hồi, Smith tóm lấy Neo và đẩy anh xuống, tạo nên một cái hố lớn bên dưới mặt đất. Neo không chịu khuất phục, vẫn cố gắng đứng dậy và chiến đấu tiếp, khiến cho Smith phải thắc mắc rằng, tại sao anh phải cố gắng đến thế vì những thứ vô nghĩa như lý tưởng, tự do hay tình yêu. Neo nói rằng quả thật hắn không sai, anh làm vậy chỉ vì anh đã chọn lựa ra con đường của mình. Như hiểu ra điều gì, Smith chọc tay vào ngực Neo, biến đổi anh thành một bản thể khác của hắn ta. Tưởng như mọi thứ đến đây là kết thúc, thì bản thể Neo bỗng nhiên phát nổ. Ngay sau đó, tất cả các bản thể khác của Smith cũng phát nổ theo, hắn đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Giữ đúng lời hứa, Machina đã rút toàn bộ đội quân máy móc ra khỏi thành phố Zion. Tất cả mọi người đều vui sướng vì đã thoát khỏi cửa tử. Giờ đây, một tương lai tươi sáng hơn đang chào đón họ. Neo có vẻ như đã chết, thân xác của anh được một cỗ máy thu nhận và đem đi nơi khác. Bên trong ma trận, thế giới được cài đặt lại từ đầu, như chưa có cuộc chiến nào từng xảy ra. Kiến trúc sư gặp gỡ nhà tiên tri bên trong một công viên, nói rằng bà ta đã đánh một ván cược nguy hiểm. Đáp lại, nhà tiên tri nói rằng muốn đổi thay thì cần phải mạo hiểm. Bà ta cũng hỏi kiến trúc sư có giữ cam kết đình chiến với con người không, và ông ta chỉ đơn giản đáp rằng mình đâu phải con người, có nghĩa rằng ông ta sẽ không bao giờ nuốt lời. Từ phía chân trời, ánh bình minh đã xuất hiện, báo hiệu một sự đổi thay rất lớn dành cho cả máy móc và nhân loại.